Hello, xin chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đất của em. Và hôm nay em đi quay và review cho cô chú anh chị một căn nhà hai mặt tiền nhé, căn nhà góc hai mặt tiền. Được tọa lạc ngay vị trí là ngã Ba Tân Kim quốc lộ 50 này. Từ vị trí căn nhà này, cô chú anh chị di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 á mất từ 25 phút chạy xe. À, đi làm trong ngày về vô tư nha cô chú anh chị. Sổ hồng riêng. Đường hẻm trước nhà của căn nhà này là đường hẻm 4m này. Khu dân cư đông đúc nha cô chú anh chị. Rất là đông đúc. Và bây giờ em xin quay và chi tiết cho cô chú anh chị căn nhà này nhé. Căn nhà có diện tích là ngang 5m, dài 16m, tức là một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ và có hai nhà vệ sinh, có sân trước, sân bên hông, rất là rộng rãi luôn. Và ngoài cổng này cô chú anh chị là có cái mái vòm cổng rất là đẹp. Và trước cổng đi vào á, thì cánh cửa cổng hai cánh nha cô chú anh chị, hai cánh bằng sắt hộp. Đó, sân trước được ốp gạch chống chân trượt này, hàng rào bên hông nhà này. Đó, cái bề sân này á là ngang 8m nha cô chú anh chị, chiều sân rất là rộng rãi luôn. Cô chú anh chị về tha hồ mà đậu xe trồng cây, có ban công ở hai phía. Đó, và bây giờ em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị mình vào trong nhà mình tham quan. Phía trước nhà này thì chủ nhà ốp gạch giả đá một vàng cao lên đến trần nhà. Và trần nhà này là trước trần nhà này là có một cái đèn led, một cái đèn hình quang để ánh sáng về ban đêm. Thì dưới ban nô này thì nó mưa gió nó thẩm thấu vào cô chú gì. Thì khi mà mình về mình mua căn nhà này thì bên chỗ chủ nhà sẽ sơn sửa lại, chống thấm lại cho cô chú chị căn nhà này cho nó sạch sẽ và để bàn giao cho khách hàng nha. Cửa sắt 4 cánh đi vào phòng khách được sơn màu trắng, kính cường lực này. Đây là cái khoảng không gian phòng khách đây. Đó, phòng khách rất là thoáng mát luôn. Đó, trần thật cao để led âm trần nha. Và ốp gạch dưới tầng trệt này là cao lên 1m4, ốp gạch tường cao 1m4. Và không gian phòng khách này là có thêm một cái cửa sổ lấy gió lên sáng vào trong phòng này luôn. Cầu thang di chuyển lên trên lầu đây. Ở dưới cầu thang thì có tích hợp là một cái toilet nằm dưới cầu thang, rất là rộng rãi luôn nha cô chú chị. Ốp gạch cao 2m, có bồn cầu này, lavabo và cửa nhôm đi vào phòng vệ sinh này. Và bên không gian bếp á, của căn nhà này thì có một cái cửa luồng mình đi ra hành lang nha. Cửa một cánh đi ra hành lang, trần thật cao, một cái đèn hình quang và cái có một cái tủ bếp ở khu vực này. Mặt đá hoa cương, mặt bếp đá hoa cương, bồn nước inox 304. Và khu vực này cô chú chị về mình sẽ bỏ máy giặt ở khu vực này đây. Có ống nước ra, ống nước vào này, tủ điện đây ha. Góc đó thì để cô chú chị về mình bỏ máy tủ lạnh. Và phía dưới tầng trệt này á, thì có thêm một cái phòng ngủ dưới tầng trệt để cho người lớn tuổi. Đó, không gian phòng ngủ dưới này khá là rộng rãi. Tích hợp mình bỏ một cái giường được nha, một cái tủ và một cái bàn làm việc. Phòng ngủ này có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân, lấy gió lấy ánh sáng vào trong phòng ngủ rất là tốt luôn. Cửa phòng ngủ là cửa bằng nhôm. Và bây giờ em sẽ di chuyển lên trên lầu quay chi tiết cho mình trên đó nha. Cầu thang di chuyển lên lầu là cầu thang bên em ốp đá hoa cương này, thiết kế các bậc cầu thang rất là vừa bậc luôn. Và tay cầm bằng lan can bằng sắt nha cô chú nhỉ. Trên lầu 1 này bên em thiết kế là có hai phòng ngủ và có một cái nhà vệ sinh, có một khoảng không gian sinh hoạt chung. Đó, bây giờ sẽ quay phòng ngủ đầu tiên nha. Trước khi mà mình vào phòng ngủ đầu tiên là cái hành lang này để cô chú chị mình về mình để sinh hoạt chung này. Đó, khu vực này ha.
khu vực này thì có một cái cửa sổ để gió lên sáng vào trong khu vực này. Thứ hai đó là cái phòng ngủ này nha. Diện tích phòng ngủ này y chang như phòng ngủ dưới tầng trệt á, rất là rộng rãi để về mình thiết kế nội thất phòng ngủ. Và có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lấy nắng này, lấy gió để ánh sáng vào trong phòng, căn phòng mình thoáng hơn. Và cửa bằng inox đi vào phòng ngủ. Phía trên cái đoạn cầu thang mình di chuyển lên trên lầu 1 này á, thì đối diện cầu thang có một cái cửa đi ra hành lang ban công ngoài này ha. Đó. Ban công ngoài này có hai ban công trước và ban công bên hông. Tại vì căn nhà này là căn nhà góc của cô chú chị, nên là được cái ban công rất là rộng rãi luôn. Và đây là cái khoảng, đây là cái khu dân cư xung quanh mình đây. Rất là đông đúc nha cô chú chị. Căn nhà này mình di chuyển ra quốc lộ 50 á, là khoảng 200m thôi. Đó, rất là đông đúc. Tiếp đến là cái phòng thứ ba của căn nhà này. Phòng này là phòng cuối cùng nha cô chú nhỉ. Đó. Rất không gian phòng này rất là rộng rãi luôn. Trần la phong này. Có hai cửa sổ. Một cửa sổ bên tay trái này và một cửa sổ nhìn ra đối diện là ban công. Một cái cửa đi ra ban công này luôn ha. Đó, và em xin tóm tắt lại cái diện tích và cái giá bán của căn nhà này cho cô chú chị nắm nha. Và căn nhà này có diện tích là ngang 5m, dài 16m, được thiết kế là một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Căn nhà góc hai mặt tiền, thoáng mát. Hẻm thì hẻm là hẻm xe hơi, xe tải vào tận nơi. Đó, ngay nằm ngay vị trí là ngã ba Tân Kim quốc lộ 50 cầu Ông Thì. Và từ vị trí căn nhà này cô chú di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 á, mất từ 25 phút chạy xe. Và căn nhà này hiện tại bên em đang bán giá là 2 tỷ 250, thương lượng chính chủ. Đó, thì cô chú chị nào mà mình đang quan tâm căn nhà như vậy thì hãy liên hệ đến số 0783620303 để em tư vấn và sắp xếp mình xuống đây mình xem nhà này nhá. Và cô chú chị mà mình có nhu cầu mua nhà đất á, thì cũng follow kênh em xem thêm nhiều nhà, nhiều đất phù hợp ngay tại Bình Chánh và Tân Kim nha. Xin chào.